난 강원도 고성에서 온 박다량이라고 하는데 거기 세 분은 어떻게 되시오? 어찌 일이 이리 신속하게 처리됩니까? 삼총사. 성사이 능협시 정춘된. 또 한 번의 전쟁이 일어난다면 조선은 절단날 것세. 국원을 돌이킬 수 없겠지. 保卫这thời đại hoàng kim. Một người vì tất cả, tất cả vì một người. 어떻게 이 나라를 지킬 것인가? 시국이 심상치가 않아. 또 한 번의 전쟁인가? Cận vệ hoàng gia duy nhất trên ca cộng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần lúc 22 giờ bắt đầu từ 16 tháng 7 năm 2015 trên ca cộng 1.